Xin kính chào cả nhà Chào cả nhà đến với video sáng nay của Lan Thang Vlog Kính thưa quý cô chú anh chị Sau đây là một thông tin rất là mới Ở bên phía bún bò Kiếp nạn đã tiếp tục quật thêm một lần nữa nha cô chú anh chị Và cụ thể ở đây đó là quật với cái lá đơn của cô Sáu Có một cái thông báo mới nhất trong một nhóm kính nha cô chú anh chị Trời ơi bà xí bà khóc ngất ở quán vì đơn kiện ADN Hồng Long chính thức bị trả về nhà bà con. Bởi ta nói không chịu yên phận, làm điên làm khùng chi cho tốn tiền. Tức là cái lá đơn mà cô xí và anh luật sư ngủ quên kiện hồng loan về vấn đề ADN thì đã chính thức bị trả về nhà cả nhà. Lý do trả về là làm phiền cơ quan chức năng. Rất là chính xác nhà cô chú anh chị một cái lá đơn kiện nó vô lý như vậy thì đâu có cơ quan nào mà họ tiếp nhận đâu, phải không mọi người? Chúng ta biết rằng bây giờ pháp lý của Hồng Loan thì gần như là hoàn thiện rồi. Không còn một bất kỳ cái kẻ hở nào để cho phía bún bò len lỏi vào mà lật ngược được thế cờ cả, cả. Cho nên là họ phải tìm mọi cách làm điên làm khùng kiện ADN Hồng Loan để kéo dài thời gian câu kéo cái ra ma này để khỏi trả tiền cho Hồng long Chứ chả có vấn đề gì cả nha cả nhà. Và bây giờ thì chính thức lá đường đã bị trả về nha mọi người. Không biết là cô Xí sẽ còn chuẩn bị kiện thêm những cái gì nữa. Nhưng mà chúng ta cứ chờ xem. Đúng là họ đang dùng dãy như cá nằm trên thớt thôi. Và chúng ta tin là cá nằm trên thớt rồi thì có dùng dãy cỡ nào thì cũng không thoát đâu nhà cô chú anh chị chỉ càng làm cho khán giả thấy ê chề ngắn ngẩm hơn mà thôi. Bởi vì họ tham lam đến mức không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa rồi. Họ bất chấp nha mọi người. Họ đã bất chấp mọi thứ, bất chấp mọi thủ đoạn để làm sau đó câu kéo ra ma này và để tránh cái việc như sau kia và trả lại cho Hồng Loan 85 triệu tiền BH. Thì đó là những tin rất là vui mà chúng em muốn cập nhật để khán giả cùng nhau nắm được nhà cô chú anh chị. Và tiếp theo đó là một bức tâm thư của một nhà báo đã gửi vào nhóm mà tâm sự cũng như chia sẻ đôi điều về câu chuyện của anh Nguyên Gió và chị Mì Sào nhà cô chú anh chị. Cụ thể, thật ra thì giờ Gió và Mì Sào có đấu với nhau thì cũng chẳng có nghĩa gì với chúng ta cả. Chúng ta là những người còn lại đã quen dần với sự phản bội và quay xe rồi họ đến với lý do gì thì bây giờ họ đi cũng vì, vì lý do đó mà thôi như tình yêu còn thì yêu ở lại còn hết yêu thì tự khắc sẽ tìm đường ra đi thời điểm này cả hai người đàn ông mà cùng tìm đến một con đàn bà để nói xấu người khác rồi bị ghi âm thì chỉ có hai thằng đàn ông đó biết vì sao mà thôi chúng ta ngồi đón già đón non thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thôi thì nghĩ đơn giản, tím cái quần lại là hai thằng đó nói nhiều chuyện. Tại thời điểm đó, Ni và Lon không thể chu toàn mọi thứ, cũng như là không thể bỏ bên nào, chọn bên nào lên tiếng cho ai được. Có quá nhiều mối quan hệ chồng chéo và nhiều sự mâu thuẫn chồng chéo. Mấy anh em nhà số 5 và Ni phải gồng mình chịu trận chịu hết người này cho đến người khác sợ người này người kia giận làm gì cũng phải nhìn thái độ để sống để thở quá mệt mỏi phải không quý vị rồi không biết mình phải làm gì cho công bằng và toàn vẹn mấy ai thấu hiểu được điều đó để dị tha để bỏ qua những lúc mấy em có lỡ sai có sống sai con người chứ có phải là phật là thánh nhân đâu sau một chặng đường dài thì chỉ còn hai chữ là ở lại nếu như anh ca sĩ nguyên gió chẳng làm được gì muốn sao thì tôi cũng chẳng buồn để lên tiếng ảnh đâu và nếu như ảnh có lòng tự trọng thì ảnh tự khắc sẽ biết phải làm gì còn không thì cũng xếp vô danh sách là những nghệ sĩ bẩn mà thôi thuốc kháng sinh uống nhiều bị kháng thuốc và lượng thuốc rồi quý vị ơi tôi sẽ để dành năng lượng để tập trung cho hai nhân vật quan trọng mà tôi yêu thương đó là hồng ly và hồng loan thì đó là lời tâm sự mới nhất của một nhà báo khi lên tiếng về cái chuyện lậu ghi âm của anh nguyên vũ nhà mọi người đúng là câu chuyện này chúng ta gác lại đi nha cô chú anh chị hãy nghĩ về những điều tốt đẹp nhất những kỷ niệm đẹp giữa anh ca sĩ nguyên gió và hồng ly cũng như là hồng loan trong quá khứ nhà mọi người còn bây giờ thì chúng ta hãy tập trung chính vào hai nhân vật, đó là Hồng Ni và Hồng Loan thôi. Tiếp tục bảo vệ hai cô gái này cho đến ngày tòa xử nha mọi người. Có rất là nhiều người cũng tỏ ra có một chút gọi là khó hiểu. Khi họ nói rằng drama này nó đã rõ ràng từ đầu rồi. Tức là mẹ con của cô Xích đã sai, Hồng Loan đúng. Nhưng tại sao gần hai năm qua không có bất kỳ một cái phiên tòa nào diễn ra để mau chóng kết thúc những cái tranh cãi và những cái lời qua tiếng lại giữa hai bên. Chúng ta cũng đã lên tiếng rất là nhiều rồi. Và những câu chuyện nó xảy ra là những cú lật mặt mà không ai thể ngờ được và đến giờ cuối rồi mà vẫn còn những tình tiết như vậy nha cả nhà. Đó là việc lộ ghi âm rồi mới đây nhất là thông tin vợ chồng của anh bạn thờ chính là người đã chi tiền cho ông Sạc từ ở bên pháp về nước để mang ghi âm qua pháp để mà tung lên bởi vì họ thừa biết rằng là nếu tung ở việt nam thì pháp luật sẽ vào cuộc ngay nên là họ phải đưa ông sạc về đây rồi đưa ghi âm cho ông ta đem sang pháp sau đó xào nấu xong tung lên để mà hãm hại nhà số 5 nha cả nhà thì đúng là quá kinh khủng đi nha mọi người cái ra ma này nó không còn đơn thuần là một drama tranh chấp tài sản nữa mà nó lớn rộng hơn có nhiều thủ đoạn hơn nha cô chú anh chị cái việc mà chị ni bị những con người kia hãm hại à, Với mong muốn là cho chị ni bị ủ tờ như vậy thì đó là câu chuyện giọt nước tràn ly rồi nha mọi người để cho chị ni phải tỉnh ngộ và không còn dám chủ quan trước những con người bên kia nữa bây giờ là một team số 5 đấu với rất nhiều thế lực ở bên kia nha cô chú anh chị. Mong rằng những anh em số 5 và chị Nì thì sẽ luôn luôn dưỡng tin và lúc nào cũng bản lĩnh đoàn kết với nhau. Để mà vượt qua được cái thời điểm này, đây là khoảng thời gian mà bên bộ ba Tam Sơn, anh thám tử cũng như là bún bò, rồi sồi con, sồi mẹ, dân dân. Họ đang tập trung vào, họ dốc toàn lực vào cái việc tấn công ADN của Hồng Loan nha cả nhà. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Hồng Loan vẫn còn pháp lực bảo vệ nha cô chú anh chị. Chứ không phải muốn làm gì thì làm đâu. Những con người kia họ có ghét Hồng Loan cỡ nào thì cũng không họ ghét trong khuôn khổ nha cô chú anh chị. Chứ không được vượt quá khuôn khổ của mình đâu. Chúng em nghĩ là như vậy. Cho dù họ có ghét Hồng Loan đi nữa thì họ chỉ biết ngồi đó nhìn Hồng Loan thành công thôi. Chứ họ không làm gì hơn được. Trừ khi là họ muốn vượt qua khuôn khổ thì đó mới lo sợ thôi nha mọi người. Hồng Loan vẫn còn pháp lực bảo vệ và chúng ta cứ yên tâm cái điều đó nha mọi người. Và cũng mong rằng những ai đồng hành cùng với Hồng Loan thì chúng ta hãy tiếp tục dẫn tin vào cô gái này và chúc cho Hồng Loan sẽ mau chóng kết thúc được drama này. Cũng như là giữ lại hết những tài sản của chú Năm Vũ Linh và gom hết những cái gì vốn dĩ thuộc về của Hồng Loan nha mọi người. Thì đó là những thông tin mà chúng em đưa lên vào sáng nay. Và bây giờ chúng em xin kết thúc video này tại đây. Hãy ủng hộ chúng em bằng cách bấm like, comment cũng như là chia sẻ video clip này và để lại những bình luận ý kiến. Chúng em xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.